chúng ta mọi người rất quan đúng rồi đó. Gãy ghê, gãy máu mang. Ba ơi, ba đâu? Có một câu luôn à. Cũng cá bự hả? Cũng cá bự rồi. Quá bự. Hải sản nó mới ăn. Câu là nguyên miếng mực dày vậy mà. Mà ốc nó không ăn, nó ăn mực. Nguyên miếng mực dày. Câu hải sản. Nè, mực mực hải sản mực bự luôn đó. Nguyên miếng luôn. Cho mẹ ăn luôn mày. Tháng tư ha. Nó ăn hải sản nó mới ăn, ăn ốc nó không ăn. Rồi, hai em vậy là được rồi. Đủ rồi. Chân nghe không, cái này chín lên rồi. Bây giờ đi cái ra tới cái đám đậu bắp ăn ngon. Trái nhóc chân là nó ẩn ẩn trên này nghe không. Bông đẹp ha, bông đậu bắp đẹp quá. Sáng nó nở mới đẹp. Giờ này nó tóp vô đó. Nè, trái mọc cái gốc luôn á. Cái bự hơn. Trời, nhỏ này hả? Ừ, nhỏ bé được không? Nhỏ quá. Cái này gần bữa hay bữa nó mới bự bằng cây nhà lá vườn bẻ như đủ ăn rồi ha. Rồi cái món này á là đây là mắm 600 gram mắm linh, mình cho vào 1 lít nước để nấu. Đổ vô, nó bắt lên nấu cho sôi, đặng lấy cái phần nước. Đúng rồi, bữa nay ăn lẩu mắm. Đó.
Rồi sắp cắt miếng nữa coi. Chịu ăn luôn à. Đó. Rồi nó rã xương ra trơn thơm ha. Mà mình phải vớt bọt ha. Vớt mấy cái bọt đó bỏ. Giờ mình lược qua. Lược á lặn ngay chẳng qua là lấy cái xương á bỏ. Lọc cái xương. Đây là nước cốt mắm nè. Nè. Đó mình lược cái còn cái xương nữa nó lại nè. Còn ở đây là nước cốt mắm nè. Bỏ nồi đi. Bỏ nồi đó cái nêm lộ lại cái được rồi. Đó nước cốt mắm thì có ít. Nấu yến mà nấu lẩu á thì mình đổ thêm nước vô. Tăng thôi. Đó. Cái này là nấu lẩu nha, chứ lúc nãy á thì làm mắm kho thì mình để y mới nãy không có đổ thêm nước. Sôi sôi lên bỏ nó vô cho nó ngọt. Bẻ bà nó là cái này. Xả là sắc quanh quanh. Bỏ cái đậu đi rồi, để gì nó bị sắc luôn. Sắc. Mấy cái này mà đâu có thấy đâu. Ừ, xả sắc mỏng. Tỏi này bằm luôn vỏ luôn cho thơm ha. Tỏi xả ớt. Bắt cái nồi lên cho dầu ăn vô, bây giờ cho tỏi xả vào cháy lên. Xả vô. Ớt luôn hả? Đổ cá vô. Khi cho thơm lên nặng mình đổ cá vô ha. Thơm lên. Cũng không phải đợi vàng đâu, tôm thơm được rồi cái lẩu mà. Không phải đợi vàng. Bỏ hai cái đầu vô xào 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 trước. Cái lẩu. Lẩu bỏ cá vô. Vì là nó vừa chứ vàng quá nó không ngon, phải không? Nó không có thơm nữa. Nó thơm là được nhưng mà không có vàng quá. Mình thử mấy cái kia, mấy cái nấu mấy món khác á, chứ còn cái lẩu này, thơm lên là được rồi. Thơm lên này. Mấy cái cá này. Cá. Xôi heo luôn. Đó. Chỗ lắm, chỗ lắm. Vừa thôi, sao không nó đầy dữ. Mình có nhiệm vụ là nó săn. Nó vừa thơm, thơm mà nó săn lại. Mà mình bỏ tươi á, thì nó không có săn chắc. Tươi nó không săn chắc. Bỏ này nhiều đây, bỏ này chút là nhúng quá. Rồi. Cái mắm này á, là đã mặn rồi cho nên bây giờ chỉ nêm bột ngọt với đường thôi. Thì cái đồ nêm á, ở nhà mình sẽ nêm tùy theo ý thích của mình nha. Ở đây mình sẽ nêm á, là một muỗng canh đường. Nêm cho vừa ăn là được, bị gì mắm á, đôi lúc á, có khi mắm mặn. Khi mình nấu nhiều nước ít. Nước nhiều nước ít đó, cho nên thì các bạn nêm vừa thích thì thích ở nhà của mình. Liện cây xả vô luôn. Đây, cái này mình sẽ cho xả vô luôn. Xả vô nó thơm luôn rồi. Rồi lấy cái... Giờ mình nấu nước sôi vậy nè, mình đổ vô trong cái lẩu nè. Đó, đổ vô trong cái lẩu nấu sôi lên là nhúng vào ăn thôi. Trời sắp chuyển mưa rồi.
luôn. Đổ qua luôn, đổ bắp luôn. Bắp luôn. Mớp nữa nè, mớp hồi nãy bẻ đó, cho ngọt. Thả mấy con tôm luôn. Thả cá rồi vô thêm với tôm mực luôn. Đó, cho tôm vô luôn. Tôm trứng luôn. Mực luôn đi, hai ba miếng mực vô luôn. Chuẩn bị nhập tiệc luôn. Quá ngon. Trời mưa nữa, hiện giờ đang mưa nè. Tôm con nào nó trứng luôn đó. Tôm mình để làm mẫu luôn nha, chứ không phải để lên đầu nữa. Vớt mấy cái bọt đó nữa kìa. Giờ đang sôi nè. Ngon quá. Qua đó đi. Chưa quay đang chụp. Rồi lấy đi, tôi lấy rồi. Tôm này sao mà nó đem nó nằm ngửa lên. Đó. Đúng rồi, chính rồi. Bỏ đi. Đây là bút bún ra. Lấy bún xuống luôn. Nhiều quá mày. Mày đang đưa bút bún nào. Vô hình có đẹp á. Đâu vô hình nó qua quay quá trời đẹp rồi. Vô hình nó trời đã ở ngoài, nó ngoài đấy đơn giản. Đó, được rồi đó. Chính rồi, chính rồi. Rồi làm đi, làm đi. Được không, được không? Rồi. Chưa. Chưa, đây lấy cái dĩa ra, múc bún ra. Lấy bún xuống luôn. Để đi, rồi lấy cái dĩa đi. Nè, cái này chín để làm cái này cái coi, làm miếng này cái coi. Ủa, bịch bún đâu ạ? Nè, 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 con lấy đây nè mẹ. Nha mẹ, mẹ cắt cái gì sao? Ồ. Rồi làm con tôm luôn á. Làm con tôm. Bún vô. Bún rồi mà hai con kia đi. Vô. Rồi, ông. Rồi, câu 6 đi. Hai, cơm hả? Cơm hả? Đây, 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 để chị đi biết cơm. Cơm thịt kho ra không? Con làm chút rồi, nó về bên nhà. Nó đây nè, trong bạc này quay uống đồ đồ được không? Đây, gấp cái coi. Đó, con tôm luôn. Đó, cái lẩu à. Đó, đó giò heo đó. Cái đó đùi heo không? Đùi heo, đùi heo. Đùi heo. Mực nè. Đó, mực. Đó, quá ngon. Đủ luôn. Nấu một cái lẩu mắm đúng gia vị. Đi nấu của người nào đó cao không là thấy mệt rồi. Quê dùng quê của của miền Tây. Nguyên một cái thao. Đúng lên nè. Đúng vô. Đúng mới hái luôn á. Cái nhà lá dừa hết hả? Nhà lá dừa hết. Bắp cũng mới hái cái gì cũng mới hái. Đi hái về không lại đó. Ông mà phải lội xuống dưới đìa ông hái bằng súng. Có biết có người không? Có biết là biết rồi nó vẫn còn